Ba không ở nhà, ba ra đây làm chi vậy ba? Không đâu ba ơi, con ăn mà ba đưa mắng cầu cho con đi ba. Con ăn mà ba, ba đừng khóc nữa nha ba. Thank you.
đừng xúc động quá ba ơi. Ba dằn xuống đi ba. Ba mà có bề gì thì tội của con còn nặng hơn nữa đó ba. Nuôi dưỡng yêu thương con chưa báo đáp, bây giờ đây con làm mẹ cha đau khổ. Từ cổ chí kim đã tạo thành quy lực, bên nước mười hai đục chịu rộng nhờ. Con đã lớn rồi, con biết liệu sức của con. Con xin ba đừng vì con mà sầu bi khổ lụy. Xảy ra những điều đáng tiếc, tôi bắt thiếu con thờ còn chồng chất thêm sâu. Ba ơi, nếu thương con thì xin ba hãy về đi ba. Không được đâu ba ơi, con không thể nào về với ba được đâu. Vì của hồi trả một thì phải đền mười, và thế mình bây giờ thì ba cũng biết rồi đó. Về đi ba, con không có thể nào về với ba được đâu ba ơi. Con xin ba hãy tha tội cho con bất hiếu. Con không có đất dung thân.
Ba ơi.